Chào bạn, hôm nay chúng ta đến với tựa game The Magnet, chiếc nam châm. Như các bạn đã biết thì những chiếc nam châm có những đặc điểm đó là nếu mà hai cực mà giống nhau thì sẽ đẩy nhau, còn nếu hai cực mà khác nhau thì đương nhiên chúng sẽ hút nhau. Ở trong trò chơi này tôi đã mô phỏng theo giống những chiếc nam châm, nó có những đặc điểm tương tự như vậy. Đây là một tựa game tuy trông có vẻ khá là đơn giản nhưng có thể coi là một tựa game best hại não, một tựa game siêu hack não. Có lẽ chúng ta sẽ vào game để hiểu rõ hơn trò chơi này. Tôi nghĩ chúng ta nên chơi từ bàn một trước. Ở trong trò chơi này bạn đã vào vai chiếc nam châm. Đây là bạn. Nhiệm vụ của trò chơi thì cũng khá là đơn giản. Tìm cách để đưa cái nam châm đến đích. Đây là những bức tường. Nó nhiệm vụ nó là ngăn không cho bạn đi ra khỏi khu vực này. Đây là bàn, có thể coi là bàn giới thiệu nên có lẽ cũng khá là đơn giản. Ở bàn này thì các bạn có thể thấy sự xuất hiện của một chiếc nam châm màu xanh. Nó đang chắn đích. Nên nhiệm vụ bạn phải tìm cách để mở đường, phải đưa cái nam châm này ra khỏi chỗ này thì bạn có thể đi đến đích được. Vậy làm nào? Đơn giản thì nam châm là màu xanh và nam châm của bạn màu đỏ, nghĩa là hai nam châm sẽ hút nhau. Vì vậy bạn chỉ xuống đây sau đó enter để hút cái nam châm này lại. Rồi, bây giờ đường đã được thông, chúng ta đi đến đích. Ở đây bạn có thể thấy là một chiếc nam châm màu đỏ đang chắn đường bạn và một chiếc nam châm màu xanh chắn đích. Hai nam châm này khác màu nhau, nghĩa là chúng sẽ đẩy nhau. Enter thì sẽ đẩy cái nam châm này ra. Nam châm này sẽ bị hút lại. Xong. Ở đây thì sao? Cái nam châm màu đỏ đang chắn đích. Tuy nhiên thì bạn không thể đẩy cái nam châm này vào đây được, mà bạn phải tìm cách để hút nó ra. Nhưng hai nam châm này cùng màu. Vậy làm sao có thể hút nó ra được? Đơn giản thì các bạn có thể thấy ở đây có một cái công tắc. Công tắc này có tác dụng nó là đổi màu của nam châm. Đây. Sau khi enter thì nam châm sẽ đổi màu, tuy nhiên công tắc sẽ biến mất. Bây giờ bạn có thể hút cái nam châm màu đỏ ra rồi. Hút. Rồi, bây giờ đường đã được mở. Ở bàn này thì mức độ hại não đã tăng lên một chút. Các bạn có thể thấy là nếu đẩy cái nam châm này vào đây thì nam châm này sẽ chặn đích. Thế nên nhiệm vụ của mình là phải tìm cách để hút cái nam châm này ra. Tuy nhiên nam châm của mình là cùng màu. Vì vậy mình phải tìm cách để nhặt cái công tắc này trước. Vậy nhặt công tắc kiểu gì? Chúng ta sẽ đẩy cái nam châm vào đây để nhặt công tắc. Rồi. Sau đó mình sẽ hút nó ra. Xong. Cũng khá đơn giản. Bạn này thì kiểu gì? Mình sẽ nhặt công tắc do hút cái này ra. Dường như chúng ta đã thua rồi. Có lẽ mình phải tìm cách đẩy cái nam châm này đi một chỗ khác thì mình mới có đường để hút cái nam châm này ra. Tôi sẽ đẩy cái nam châm vào đây. Rồi, sau đó đổi màu. Hút, à được rồi, thắng rồi đấy. Easy. Bây giờ mình phải tìm cách nhặt cái công tắc này thì mới hút cái này ra được. Tôi sẽ đưa cái này ra đây. Đây. Sau đó nhặt công tắc. Bây giờ muốn hút này ra thì trước tiên mình phải đẩy cái này đi lên trên này đã. Rồi, rồi bây giờ được rồi. Cũng khá dễ. Bàn này trông có vẻ khá là phức tạp. Có đến hai công tắc và hai nam châm màu đỏ. À được rồi, thắng rồi. Bài này khá là dễ. Khá dễ. Easy. Ở bài này chúng ta có thể thấy sự thiện của đến ba cái nam châm. Đây là bản best hại não đây. Phải hút cái nam châm này ra. Ôi nhầm rồi. Thua cuộc rồi, mình bị chặn rồi. Có lẽ coi là bàn này là bàn khá phức tạp, có lẽ tôi sẽ không chơi nữa. Có lẽ chúng ta kết thúc đây. Nếu các bạn muốn chơi thử game này thì các bạn có thể lấy link ở phần mô tả của video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.